Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu đồng tiền như thế này. Thì đây là một cành hoa mẫu mình đã làm, gồm có 3 bông hoa đồng tiền với màu sắc khác nhau. Các bạn có thể nhìn lên trên cái màn hình để nhìn rõ nha. Thì để làm được cái bông hoa đồng tiền như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu chính như sau nha. Nguyên liệu để làm bông hoa đồng tiền thì chúng ta gồm giấy nhún màu sắc để làm hoa nha, giấy nhún màu xanh để làm nhị hoa. Tiếp theo các bạn có thể nhìn lên cái kích thước màn hình để có thể hình dung rõ được các kích thước mình đã ghi nha. Giấy nhún màu xanh để làm lá và làm đài hoa. Thực ra là chỉ buộc cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu các bạn nào mà muốn dùng nó cố định hơn thì các bạn dùng chỉ buộc cũng được nhé. Keo sữa, băng keo sáp, kéo và cái phần kẽm cành mình dùng cái loại to nhá. Đây là các bạn để ý thì cái cành hoa đồng tiền thì nó cũng khá là to. Thì các bạn có thể dùng cái loại kẽm 5mm như thế này, kích thước là từ 30 đến 35cm. Ở đây thì mình làm là 30cm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào làm từng phần một nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần giấy nhúm cái kích thước là 20 x 30cm như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái tờ giấy kích thước như vậy nhá. Rồi các bạn gập lại. Cắt tua rua như này cho mình. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được một cái giải giấy tua rua như thế này nhá. Các bạn để tạm ở đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắt cái giải giấy có kích thước là 60 nhân với lại 3cm nha. Đây, kích thước là 60 nhân với 3,5cm. Các bạn cũng kéo giãn ra nhé. Sau đó các bạn gấp lại thành nhiều. Rồi các bạn cắt theo như mình này. Các bạn cứ cắt như thế này cho đến hết cái giải giấy này. Thank you.
mình để tạm ra ngoài, rồi lát nữa thì chúng ta sẽ hết nếu vì gió rất là to. Sau khi các bạn cắt xong được cái giải giấy này, chúng ta sẽ được cái giải giấy có hình dạng như thế này. Gió cực to luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến cái mảnh giấy với kích thước là 30 x 6 cm như thế này nhá. Gió to quá là đồ của mình bị bay. Đây kích thước là 30 x 6 cm nha. Các bạn cũng kéo giãn cái mảnh giấy này ra nhá. Rồi các bạn gặp lại như mình. Các bạn cắt như thế này nhá. Theo mình lúc mà mình cắt nhiều cái cánh hoa như thế này ấy, thì mình có bị rút ra cái kinh nghiệm là chúng ta không nên cắt liên tục các cái cánh nhỏ như thế này liên tục, rồi sau đó chúng ta mới tỉa cánh. Kinh nghiệm của mình là mình cắt được cái phần cánh nào thì chúng ta sẽ tỉa luôn cái phần cánh như thế này nhá. Chúng ta cũng làm như vậy để tránh trường hợp là chúng ta cắt liên tục rồi các lớp cánh nó sẽ bị xô nhau và chúng ta cắt sẽ dễ bị khó đi nhá. Còn bạn nào mà làm được thì các bạn cứ làm nhé. Mình thì mình thấy làm từng cái một mà chúng ta cắt dày như thế này thì nó cũng nhanh thôi, cũng không lâu đâu, nên là không cần phải cắt như vậy. Ngồi trên sân thượng nên là gió rất to, nắng cũng to luôn. Đây là cái lớp cánh ngoài cùng. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được cái giải giấy có kích thước 30 x 6 như thế này. Thì với cái đồng tiền này thì chúng ta sẽ cắt hai cái giải giấy như vậy nhá. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng cái kẽm cành này, chúng ta sẽ bẻ cong cái phần lá hoa một chút cho nó vươn ra ngoài. Giục mình thật đấy. Chúng ta được hai cái cánh như thế này và hai giải đấy chúng ta vừa cắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoàn thiện cái phần bông hoa nha. Mình xếp gọn không thể nào, tí nó cũng bay tung.
chúng ta sẽ dùng keo sữa này. Hết keo vào cái phần giấy màu xanh mình vừa làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuốn vào cái phần kẽm cành này nha. Cuốn xong chúng ta sẽ được một phần nhị hoa đầu tiên như thế này. Tiếp đến thì sẽ là cái phần không kiểm soát được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng đến cái giải giấy nhỏ này nha. Chúng ta cũng phết keo và cuốn xung quanh cái bông hoa, cái nhị hoa mà chúng ta vừa cuốn màu xanh. Chúng ta sẽ được cái lớp nhị tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cuốn đến phần cánh hoa nha. Với cái phần mà chúng ta đã uốn cong thì chúng ta sẽ để cho nó hướng ra ngoài nha. Tiếp tục chúng ta lại cuốn vào cái phần này. Các bạn đặt sao cho nó bằng nhau nhá. Bằng với cái phần mà chúng ta vừa cuốn ở cái phần gốc ấy, ở phần đài hoa ấy. Lúc cuốn các bạn chỉ làm sao cho mà cái phần cánh hoa nó bằng nhau nhá, chứ không cánh cao cánh thấp. Vừa mình mới quay thì nó bị lỗi video nên là ta không lưu lại được cái phần mà mình đã làm đài như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn nhé. Các bạn cắt cho mình tờ giấy có kích thước là 6 x 4,5 cm nha. Ở đây kích thước mình làm nó không chuẩn vì mình cắt để hướng dẫn các bạn thôi, thì các bạn cứ cắt đúng cái kích thước như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái mảnh giấy này ra nha, rồi các bạn gấp lại. Vì phần đài của cái bông hoa đồng tiền nó hơi khác so với những bông hoa khác, là cái phần đài của nó hơi nhỏ ở phần này nhá. Thì chúng ta cũng cắt như vậy.
Thì chúng ta sẽ được cái phần đài như thế này và chúng ta sẽ dán vào cái phần bông hoa đồng tiền như thế này nha. Sau khi dán thì chúng ta sẽ dùng cái băng keo sáp để che đi cái phần giấy thừa nha. Rồi. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ được cái bông hoa đồng tiền như thế này. Thì các bạn để ý là cái cành hoa đồng tiền thì nó sẽ hơi cong ở phần đầu này. Mình thấy như vậy thì nhìn nó tự nhiên và đẹp hơn, thì chúng ta cũng bẻ cong nó đi nhé. Các bạn đặt ở phần đầu này, các bạn cũng bẻ cong nó đi, thì nhìn bông hoa nó khá là tự nhiên. Đó, chúng ta sẽ được bông hoa đồng tiền như thế này. Thực ra là các bạn có thể dừng lại ở đây. Các bạn có thể làm những bông hoa đồng tiền như thế này và chúng ta sẽ cắm vào lọ cũng được nhá. Nhưng mà bạn nào mà muốn làm thêm lá thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái phần lá nhá. Phần lá của bông hoa đồng tiền thì nó gần giống với lá của hoa anh túc. Tuy nhiên thì mình không phải clip nào mình cũng có thể hướng dẫn các bạn làm cái lá của hoa anh túc được, vì nó rất là mất thời gian. Cho nên là bạn nào mà muốn làm thì các bạn có thể xem ở cái clip làm hoa anh túc của mình. Còn ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn làm cái lá nó đơn giản hơn một chút. Thì các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy nhún với kích thước là 15 x 7 cm nha. Kích thước này thì mình cắt cái tờ giấy này mình vừa mới cắt ra để làm cái phần nhị hoa ấy, nên là nó chưa không được đầy đủ kích thước. Các bạn cứ cắt kích thước 15 x 7 cm hoặc là to hơn cũng được nha. Các bạn gấp lại như thế này và các bạn cắt theo mình. Thì chúng ta sẽ được cái phần lá nó như thế này. Các bạn dùng tay để làm lá cho nó cong lên một chút để cho nó trông tự nhiên hơn nha. Rồi các bạn dùng tay này kéo giãn phần giữa cho cái phần lá nó cong như thế này. Thì chúng ta đã được một cái lá của hoa bông hoa cúc đơn giản nhá. Thì các bạn dùng băng keo sáp để cuộn lại như thế này. Ở đây thì mình có một cái lá thôi nên là mình sẽ không gắn vào đây. Còn các bạn có thể ghép những cái cành hoa đồng tiền lại như thế này và ghép thêm phần lá cho nó đẹp. Hoặc là các bạn có thể chỉ dùng cái cành hoa đồng tiền như thế này, các bạn cắm vào lọ nhìn cũng rất là đẹp rồi nhá. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bông hoa đồng tiền như thế này. Màu sắc các bạn có thể tự ý lựa chọn nha. Đây là bông hoa đồng tiền mình làm nhiều cánh này, bông này ít cánh và bông này nhiều cánh nhá. Thì số cánh các bạn tùy thuộc vào các bạn muốn nó nhiều hay ít thì là do các bạn nhá. Thì chúc các bạn thành công với cái hướng dẫn của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.